Chào mừng bạn đã tới với giải đấu bài mini của My Hideo Channel với sự góp mặt của 4 bài thủ. Bài thủ Hữu Điền với bộ bài của anh em Mê Cung, bài thủ Thanh Tấn với bộ bài Hóa Học của Misawa, bài thủ Minh Quang với bộ bài Phương Tiện Cơ Khí của Sho Marufuji, bài thủ Hoàng Lâm với bộ bài Anh Hùng Nguyên Tố của Yuki Yudai. 4 bộ bài này đều đang được bán tại M2 Pro và bạn có thể đặt mua sớm trước khi hết hàng. Với thể thức thi đấu là Speed Deal và hạng mục là Nghiệp Dư, các bài thủ của chúng ta sẽ tranh cúp vui vẻ lần 1 của M2 Channel. Hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trận đấu tươi mới, thú vị và không kém phần kịch tính. Chúng ta cùng bắt đầu. Rồi bây giờ là trận quyết đấu của bạn Điền với bạn Lam. Kimochi desu. Xỉm xì. Sắm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi mời bạn Lam chọn. Bạn Lam Điền đi trước. Điền sẽ đi trước. Tuyệt vời. Rồi vậy mình đi trước không mọi người? Đầu tiên là sẽ bóc 4 lá bài. Bạn có lòng thì mình xin đây nhận. Đây là trận speed deal. Bóc 4 lá bài và không có men phay 2. Rồi. Mình úp 1 lá bài. Úp hủ 1 quái thú. Kết thúc lượt. Rồi, chứ chỉ vậy thôi sao? Đơn giản mà speed deal mà. Đơn giản lắm. Đơn giản là phải đọc bài quyết luôn. Nó tối ù vậy thì lượt đánh lắm. Rất thôi. Đơn giản. Chơi phải đọc lên quýnh luôn. Trời ơi, bạn nói lượt đầu. Bạn Lam đã check được extra deck rồi kìa. Bạn tính full sành cho mình coi rồi. Lúc này là bạn tính full sành cho mình coi rồi. Chưa bình thường, em tôi hero wide hurt. Ồ, mạnh đó. Wide hurt tấn công 1.500. 6. Ra 1.600, 1.450 sức công. 1.500, con này 1.400 chết. Có gì phép gì không bạn? Không, khi con này phải chuyển tư thế từ hữu sang tấn công mới tính thử có gì phép. Hết lượt. Rút bài. Bê lật trái gì không bạn? Không. Lật đi. Tại sao phải lo cứ úp hữu một quái thú nữa mà kết thúc lượt. Bạn Điền phải câu giờ rồi nha. Phải câu giờ rồi. Mình không có hand chap hay là cái gì để mình quay bài múa bài đó. Mình không có múa. Chưa bình thường em thua hero spot của anh. Ok. Làm gì bạn? Cho nó 500 sức công. Dạ ok mà. 2.100. 2.100 đánh xuyên thủ. 2.100 đánh xuyên thủ. Hồi nào xuyên thủ? Phải thử anh đó. Ghê vậy. 1.600 mất 500. 500. 1.500 trực tiếp. Mất 1.500 nữa là 2.000. Còn nửa điểm. Hết lượt. Em quánh mạnh quá giờ. Trời ơi. Mất. Rút bài. Đi được nữa chặn đường rồi chuẩn bị hô luôn à. Chỉ cần không cho nó phương không cho nó quái thú đi hiến tế thôi. Nó đâu hiến tế được hai con của mình đâu. Cái sâu kia nó chỉ có một con thôi mà. Chết. Giận này nhiêu? Giận về 1.600 rồi. Về 1.600 rồi. 1.500 hả? Đúng. Úp 2 lá bài hả? Mạnh quá vợ. Úp hổ 1 con nữa. Trời ơi, thấy là Liền sao bằng áp dữ rồi ta. Liền áp quá. Bài kỳ lắm. Liền áp quá. Rút bài kỳ lắm, không chơi được. Ủa mình nghe ban tổ chức nói là cái lần đấu này được cơ cấu mà sao. Cơ cấu gì, đang chơi chung thực hiểu không? Trời ơi. Bài này là phải chờ thời, hiểu không? Anh hiểu không? Mình phải chờ thời. Thời này chắc không tới. Thời này không tới thì mình để thời sau. Đánh trận mình cũng phải chờ thời điểm, thời cơ mà. Khởi động thôi đúng không? Chưa bình thường, Bastria. Ừ. 1.600 đánh. Đùng. 1.600. Không chết. Quá trời, ý. Quá trời khỏe rồi. May quá chưa chết. Hết lượt. Rút bài. Để bạn Điền đã có một nguyên liệu rồi. Có một nguyên liệu thôi, chưa làm được gì nữa. Điền đã có một nguyên liệu rồi, làm gì nữa bạn Điền? Không biết. Mình không đánh chết này đi. Quay công lên đi. Đánh chi vậy? Chơi vui. Biết vui không? Cái này chơi vui mà đâu có chơi thắng thua đâu đúng không? Đúng rồi, không chơi thắng thua nhưng mà phải chơi cho nó đàng hoàng. Không người ta nói mình cà rỡn. Ok. Cũng được, mình phải chơi cho nó đàng hoàng. Mình hiến tế con này, ốp một con nữa. Vui. Okay. Đó là sự vui thú của trò chơi mà. Đi bạn. Đúng rồi. Vì con này là được chích con này là con, được chích hai nguyên liệu cho là con nước nguyên liệu triệu hồi hiến tế cho một con nước. Không biết là con này là 7 sao hay là 8 sao hay là 5 sao nữa. Đó rồi mấy con vậy? 7-8 sao là công thủ nhiều lắm vậy nó mới thú vị chứ. Chết rồi. Bạn full sành chưa? Chưa. Full sành cho mình coi. Mình cũng muốn được chiêm ngưỡng những hero full sành được. Chiến binh nguyên tố hay là những anh hùng nguyên tố rồi học viện anh hùng các kiểu vậy đó xuất hiện đồ sao nó không có ở đây
Tại biết sao không? Bạn Lâm nói là không cần phải có những cái lá bài đó là bóng đánh đại được bạn điền. Ghê vậy hả? Ý à, My Hero Academy ra chấp mới rồi đó. Ra chấp mới rồi đó, hay lắm. Hết lượt. Đi cô có form mới rồi. Hết lượt luôn á hả? Đúng rồi. Càng ngày càng để lâu là càng nguy hiểm nha bạn Lâm. Càng để còn lâu có 2.000 điểm rồi bạn Lâm ơi. Càng để lâu càng vui chứ làm sao. Có bên điểm góc không? Kích hoạt. Để làm gì? Destroy MB chấp kẹt dựa trên số item tổ hero. Kích hoạt cao tờ. Khi đối thủ kích hoạt một bell dùng để battle cái gì bell chấp kẹt trên sân. Dùng để negate hiệu ứng đó và phá hủy. Rồi chưa đọc xong. Bỏ nè. Khi mà đối thủ á kích hoạt một spell mà muốn mà chuẩn bị destroy spell trap trên sân á thì phải bỏ một lá vô hiệu hóa cái kích hoạt đó và destroy nó. Sau đó có thể chọn một quái vật ở trên sân mà đối thủ điều khiển. Nếu mà làm như vậy á thì gây đam bằng với lại sức công bạc sức công của quái thú đó. Ừ, tức là chọn một quái thú trên sân của đối phương, phá hủy nó và gây cho em thiệt hại bằng sức công của con đó. Bỏ lá. Mày chứ. Mình bỏ hả? Em bỏ hả? Có bỏ này cái lá bài mà bạn kêu mình bỏ là sao bạn? Bỏ này. Đi chọn con 1600. Không chết, chỉ mất đam thôi. Đi cho mà. À đi cho luôn hả? Vậy cút đi. Bye bye. Rồi, bị mất 1600 nha. Này mất luôn. Yay. Rồi, bạn Lâm còn 2400. Dạ rồi. Tự nhiên cái bị thật ra thì mình muốn chấm một chỗ thôi, nó một. Đó, thì có vậy thôi. Phú Sanh. Kích hoạt skill. Phú Sanh rồi. Skill của bạn cô. Ý bỏ body mail Phú Sanh để Phú Sanh hả? Mạnh vậy. Skill của bạn Lâm là bỏ một lá, sau đó Phú Sanh một con Elemental Hero ở trong Extra Deck. Sử dụng quái vật ở trên tay hoặc ở trên sân là nguyên liệu. Nhưng mà nếu như mà cái con mà được triệu hồi ra có 3 nguyên liệu hoặc cao hơn và đang điều khiển 2 nguyên liệu được đề cập tới trong cái con đó thì được dùng nguyên liệu ở trong deck. Mạnh đó. Rồi. Cái skill này chỉ được dùng một lần một lượt thôi. Một lần trong trận để, đấu luôn. Mà trong vòng đó. Hai con mình điều khiển còn hai con này trong deck. Ok. Đủ rồi. Rồi. 4 con. Bốn con. Dạ. Yeah. Mạnh vậy. Không. Con này được tính là có gãy hạ cho bóng tối. Ừ. Thiên chính đó. Ừ, mất 50. Từ nó được tăng chậm. Lên. Tăng thêm 300. À vậy chết. 1500 trực tiên. Mất 1500. Trời ơi, bạn Điền còn có 1500. 100 chứ lộn. 500 nghìn. Rút bài. 500 gốc thôi. Thì bạn Điền phải triệu hồi trên bàn tay phải lên đầu bộ bài. Nghĩ sao cũng gọi là surrender. Cũng là surrender hay gì đó. Surrender bài xuống triệu hồi bình thường. Kích hoạt kỹ năng thiên này được triệu hồi, chọn một quái thú mở ở trên sân, chuyển tư thế tới chiến đấu của nó, chuyển này thể thủ. Hết lượt. Cái bộ bài này nó xấu xa. Đúng kiểu speed deal là phải đúng kiểu cái skill nha, tại vì skill cũng hết tài rồi. Đúng kiểu như cái skill nha. cái bộ bài là mình phải rút cho được bài ngon. 1500 tấn công. Rồi mất 700 thua. Thua luôn. Mình không cần dùng tới ép chủ bài mình để thắng. Tất cả vậy. Số mệnh nó định vậy thôi, còn 2 trận mà PP3 mà lo gì. Rồi, sau một khởi đầu đầy gian nan. Khởi đầu quá gian nan vất vả. Tôi sẽ lại đi trước. Anh đi chọn đi trước trong trận thứ hai nha mọi người. Tuy hơi gian nan và vất vả nhưng tôi vẫn sẽ chọn đi trước. Xin dự đoán là bạn đi úp một lá kết lượt. Đúng, úp một lá kết lượt. Thôi mình nút bò. Rõ ràng mà, mình phải. Mình chưa hôm được em tôi hero swap của mình. Ok. Ủa, chào. Sao okay. Nó giao dây nó như bị đề ra vui vậy ta? Kích hoạt. À, 2001, đánh thiên hữu. Chết. Nó là nhận 1002. Lá này ảo ma canh đao vậy. Mình đi còn 2008. Tính ra là nó chia đồ, nó không y quyết rút bài. Cái quờ quờ. Cái quờ quờ gì vậy? Kích hoạt, so with gem. Đánh đổi linh hồn. Thiến tế quái thú này. Ok.
để mình đối thủ con này. Wow. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rất được, tại mình đâu được không, tấn công đâu. Tấn công lần này đâu được rồi. Đánh đâu. Đúng rồi. Bạn kia bạn rút bài cho bạn nhìn lại rồi. Bạn nhìn bạn nhìn qua ra người đối diện cứu em cứu. Thủ Lâm có vẻ như là bóp bài không tốt lắm. Đó là cái game này nó hero rồi. Đó bạn chia nữa điểm rồi. Chia điểm đúng không? Chia 2000. Thôi đi trừ 2 đi, chia 2000 luôn này. Ừ rồi đó. Rồi. Tuyệt vời. Còn 2000 điểm gốc thôi. Chịu hòa một quái thú xuất thủ 2000. Thu sạch không? Tất nhiên là không, mà hết rượu. Dễ hơn rút bài. Địt phất. Địt phất. Hai du. Rồi. Hết lượt. Trời ơi rồi. Mình rút bài. Càng lâu là càng nguy hiểm nha hai bạn. Hai bên đều càng không. Lâu thì đều càng nguy hiểm. Hai bên càng lâu càng tốt chứ có bài trên tay. Sao ha? Hai bên bạn Lâm mà có hai quái thú trên đây á thì bạn Lâm sẽ kêu quái là được. Mà bạn ấy là hết lượt rồi. Vậy mình rút bài. Mình đất một lá bài. Mình kết thúc lượt. Quá lâu rồi hai bạn ơi. Quá lâu rồi hai bạn ơi. Bài kỳ quá. Mấy lá bài nó không có nghe theo lời của mình. Mình cần đợi ngón tay thứ 6 hắt bài. Thủ một lá bài. Thế nữa. Rút bài. Hai bên đều chơi thế thủ hết. Mà bên bạn Lâm thủ thì nó sẽ hơi nguy hiểm hơn nha. Chịu hoa bình thường. Là hai nguyên liệu cho hiến tế của mình. Kích hoạt bài vát double summon. Normal thêm một lần nữa. Được normal thêm một lần nữa. Hiến tế quái thú này. Chịu hồi. Rồi có một nguyên liệu chú rồi. Chú Linh. Chú 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 chú. Đã có một nguyên liệu rồi. Mạnh chưa? Đi tới đi 1 phần 3 chặng đường để gặp được con boss rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ bạn điền làm gì? Lần con Suzin này tấn công quái thú ấp. Chết. Được. Có thể thấy gì không bạn? Không. Kết thúc lượt. Mình rút bài. Khó vậy. Chết rồi. Tuyệt vời, cuối cùng mình đã có được một vị hần nước. Thần nước, sức mạnh của các vị thần trong bộ bài này là khi nó chiến đấu với một, khi nó bị tấn công nó sẽ chuyển, cái gì, nó sẽ chọn quái thú tấn công nó, chuyển sức công của nó về không. Trong cái lượt tính đam thôi. Nhĩ là không thể, ý là nếu mà trong lượt đam calculation á thì đối thủ không thể ngăn chặn cái lượt đó được nữa. Không thể ngăn chặn được cái đoạn tấn công được đúng không? Rồi, không thể ngăn chặn đoạn tấn công được nữa. Giờ làm gì ta? Dùm đánh thôi. Kích hoạt. Làm gì vậy? Thì quyết cho lá bài này. Quái thú có sức công 19 cho thành người quyền tấn công nó. À. Ê nó hủ 2 ngày rồi sức công 19 không được tấn công nó à. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Nhưng mà bài này nó bị kẹt rồi đấu ra được cẩn thận. Cái này lúc mình đánh tay. Đúng luôn. Đúng rồi. Lockdown. Rồi. On lockdown. Đúng rồi. Giờ bạn đi sẽ làm gì ta? Công 1500 đúng không? Ok. Cho bạn đi mượn hết đi học lượng. May mắn. Rồi mình rút bài. Hết lượt. Cuối lượt của bạn kích hoạt. Trong lượt trong cuối lượt chuyển quái thú trên sân của tất chuyển cả tư thế quái thú. Chuyển tư thế quái thú mở trên sân của tất cả người chơi. Ủa? Tất cả người chơi? All layer. Người cũng đâu. All failed monster, the turn player à, control. Tên của Lâm á. Lộn. Vậy. Nhưng mà đâu được quánh rút bài. Ừ thì không được quánh nó. Nhưng mà nó vẫn là công. Góp thêm một lá bài. Kết thúc lượt, không xài, không xài ép. Quên bên tên. Quên thử. Rồi sao nữa? Hết lượt hả? Từ sáng từ nãy là bạn Lâm bị dính phải cái lá là nếu mà destroy Bellcraft là sẽ bị counter lại. Giờ không biết bạn Lâm sẽ làm gì. Kích hoạt. Vẫn là destroy Bellcraft. Kích hoạt. Không biết nói
nói luôn. Gì? Bỏ đi xong cả đi. Có kẹp đó đi. Điền điền điếc mà. Điếc này. Rồi. Chít chít. Mất 800. Mất 800. Rớt luôn. Rớt cái cháp. Trời. Rớt rồi, anh đã vừa anh và chúng ta đã vừa cảnh báo xong là bạn Lâm bị dính chưởng liền. Quá trời, quá đã luôn, quá đã. Quá đã. Ấp thủ. Chỉ ấp thủ thôi, không là sẽ bị quýnh. Quýnh cái là xong rồi, quýnh cái là xong game. Bạn Lâm chỉ còn có 1.200 điểm gốc thôi. Số con hồi nãy em bạn chia thủ, bạn chia đôi điểm gốc. Hero alive, hero còn sống. Hay quá ta. Hay quá ta. Bộ bài tin tưởng mình rồi. Nãy là bộ bài nó thử mình. Bây giờ mình tin tưởng rồi. Bạn giấy đi chứ nó bạn thua rồi. Đấy. Cầm này thua gì. Sức mấy mà thua. Thua thì mình đánh lại. Đúng. Thua mình thì mình xuống mình giảng hòa xíu rồi mình đánh lại. Đó rồi. Thấy không. Lệnh liền à. Lệnh tới liền. Thì phép của lá bài này là nếu như điều là khiển test spell trap thì lá nãy bài này được tấn công trực tiếp vào người chơi. Ồ oh. 1.400 tấn công trực tiếp. Mất 1.400. Còn mạnh điện còn 1.400. Hết lượt. Rút bài không thể ép ra này nha. Phải suy nghĩ luôn. Phải suy nghĩ xíu chứ. Coi có cái gì để chơi được hay không chứ. 2.500 tấn công. Nhiều người nữa. Còn 100. Bạn Lâm còn 100. Quá trời. Ngàn mốt quá đã luôn. Đúng rồi. Ngàn mốt kìa. Trừ 1. Rồi ok. Bạn Lâm còn 100 điểm góp. Biết chúng ta sẽ còn làm được gì nữa đây. Hát bài. Rước. Mình sẽ check thử được cái deck của bạn Lâm. Thì nó tới quá muộn. Được tới quá muộn rồi bạn chờ cái lá đó hơi lâu. Rồi sân trống chả khác nào mời gọi người ta. Hết lượt. Rút bài. Sân trống rồi. Sân trống là vui rồi. Biết đâu bài 7. Úp sấp 7 hả? Mirror Fog. Gì? Biết đi có Mirror Fog nữa ai chơi lại cha. Sao vậy? Chứ nói gì không cho. Bỏ Big Deal mà bỏ mấy lá chăn counter là mạnh lắm. Nói gì không cho. Thôi để mình vinh quang cái đi. Kích hoạt kỹ năng. Shuffle bài chúng ta về hết được bài. Shuffle về bộ bài. Sau đó add lên con level 11. Triệu hồi đặc biệt. Con level 7. Là hai con level 7 y không đủ. Chết mẹ. Up to hay là sao? Up to. Up to thì triệu hồi với up to. Cái gì vậy đâu được. Thôi chịu hồi vậy đi. Vinh quang vậy thôi chứ tôi đâu có chịu hồi được cái kẹt con này. Quên rồi, quên nó tiêu. Nó tiêu quên được đó. Không sao. Sao nó chơi thôi. Thôi 2.500 đánh á. Thôi thua để có cái đó kìa. Tuyệt vời, dù mình combo lỗi nhưng mà mình vẫn thắng. Rồi. Quá trời, tuyệt vời luôn. Trận đấu cuối cùng, nôn hớp lại rồi. Rồi không, đi cho trước. Rút test cái rồi. Không có rút test gì, đi trước mẹ đi. Mẹ nó. Đi trước đi. Vô đi. Ai, úp này dưới. Rồi bài đi. Rồi bạn nói lại đi, bạn kêu ai đi trước. Nói lại rút bài, đi trước đi. Ok, rút bài. Bạn đi, bạn đi trước trong cái lượt đấu thứ 3 này nha. Trước thì đi trước. Trước thì đi trước thôi. Mình úp một lá bài và kết thúc lượt. Tiền hữu điền, có vẻ câu giờ quá. Bộ bài này nó như thế, đi vô mê cung mà anh đi cung là nó phải lằn quằn chứ làm sao mà anh đi một đường anh đi hết mê cung được. Rồi chết rồi, vô mồm. Chết rồi. Rồi. Tới cái ra cái con này là nó sẽ sệt polymerization trên tay. Xong nó bài ma pháp chung để dự đoán kết quả trước 2 giây kích hoạt ma pháp polymerization, chịu phun sành một con từ tay một con trên sân, chịu hồi đã quấy hú hệ lửa. Sao biết hay vậy? Cái gì mà bây giờ tới đó lựa lõn trước tương lai. Một con điều kiện chưa hoàn là một con elemental hero là một con có giặt hệ ánh bóng có ổ lộn hệ lửa đó cái đó là con elemental hero
đó. Nova Master đó, thấy không? Top số 1 là bà đó, thấy không? Hàng 6 tấn công đó, chết nè. Rút một lá bài đó, cái của Master hết lượt đó. Bây giờ rút bài nè đó, bây giờ úp xuống nè đó, bây giờ Kitty Soviet Chem nè đó, giờ khiến tới này nè, đóng góp xuống con nè. Trời đó, đúng rồi. Mình đấu trước tương lai 2 giây. Mình xin xin địa đó nè, con đang ốp tử, con có con số phòng thủ rất là cao. Chuyện hồi bình thường Beatrix. Đó, thấy không? Chuyện hồi với hú nè, xong cái hết lượt. Không. Đúng rồi, hết lượt. Chứ đi. em dự tính được trước tương lai mạnh không? Skill quá mạnh luôn, ốp xuống một lá quái hú nữa mà kết thúc lượt. Đúng rồi. Normal. Rồi. Anh chàng bong bóng. Để check. Rất đầu chờ bong bóng. Bubble, Bird Chess, Kích Hoạt, Tướng. Rồi. Đó, Fusion. Discard. Bỏ một lá để Fusion, một con Elemental. Thì có 2 quái thú trong nguyên liệu. Thì mình được Fusion từ trong deck. Ok, okay luôn. Thì hướng như nãy thôi mà đúng không? Ừ. Clayman và Avian. Đúng rồi. Protein Netflix là con này đúng không? Đúng rồi. Avian, Clayman, Bubble. Rồi. Quái thú 3 hệ, 4, 5 hệ luôn. Quá trời hệ luôn. Chiều tăng nhiều sức công 300. 300 ứng với mỗi cái quái vật mà trùng hệ với nó. Và nó có hệ ánh sáng nữa nha. Ừ thì là nó có 5 hệ, trừ hệ bóng tối rồi. Ok. Kích là... hoạt tăng nó 500. Là nhiều nữa. Là bàn từ. Bàn từ bàn từ tấn công đánh xuyên thủ. Là cộng thêm 300 nữa là 3.700. 3.700 trừ 9 2.000 à. 2.000 mấy 3, 7, 7, 7, 9 là 2.600. 2.800 chứ. 2.800. Rồi ok. Rồi. Còn đi chứ còn ở 1.200 điểm gốc thôi. Hết lượt. Rút bài. Đấy. Khá mạnh đấy. Kích hoạt. Chi biêu đo. Hiến tế quý này. Chiêu hồi đặc biệt con này. Ok. Nhưng nó không phải tấn công. Trong lượt này thôi đúng không? Đúng rồi. Không phải tấn công luôn ở trong lượt này. Kích hoạt. Chỉ có quái vật này không bị tấn công, không được tấn công trong lượt này thôi. Rồi. Vậy thôi. Không lượt rồi. Không rồi. Hết lượt. Đúng rồi. Giờ effect của lá bài này nên nó công của nó tăng lên là 300 là 3.300 hay 3.200. Hết lượt. Rồi và không đánh à? Đánh cái gì? Không đánh kìa. Rút bài. Rồi. Kích hoạt kỹ năng người chơi. Gửi bài về tay. Shuffle bài trên tay về deck. Lấy con level 11 lên tay. Rồi. Chịu hồi đặc biệt 2 hoặc tối đa 2 quế hú level 7 khác hệ, khác thuộc tính trong bộ bài. Vậy vậy luôn nè. Thằng để về đi. Rồi ba con thần đã lên sân. Ta da. Ba con thần đã lên sân. Sau đó chịu hồi đặc biệt gáy Guardian. Gửi ba quyết này xuống 1, chịu hồi đặc biệt. Thì phép của nó là hiệu ứng của Gay Guardian được cộng thêm bởi kỹ năng người chơi khi nó tấn công vào khi à. Khi nó tấn công nó bị tấn công. Khi nó bị tấn công thì nó chuyển sức công của quái thú tấn công nó về không. Trong lượt tính đam. Tới cuối đam test luôn. Con này giờ nhiêu? 2.900. 2.900 hả? 2.900 rồi sao nữa? Rồi. Chứ sao nó để nè. Ừ, hết rồi. Cái hướng đó chưa là được. Hướng special hả? À vậy hả? Được có một lần nữa hả? Rồi 3.750 đánh. Bao nhiêu rồi? 3.750 trừ 2.900 là mất 1.000. À mất đầu tiên đây mất 850. 850. Rồi. 850 đầu tiên. Kết thúc lượt. Mất bao. Gì ta lại có skill rồi. Lên được chùm. Chết rồi, con boss này mạnh quá. Không biết bạn chùm làm như thế nào. Lên được chân nên hiện tại còn lại có hết game. Tức là rồi là ok. Mất chia đôi kìa. Không chia được, mất chức năng chia hả? Vậy là một bị 31 chia đôi là nhiêu? 1550 cộng với lại 1550 cộng 25, 1575 là trừ 1575. Trời ơi, tự nhiên cái nó lẻ. Rồi bạn Lâm còn lại là một hết lượt. Rút bài. 1575 điểm góp. Hấp số 1 lá bài.
đánh chết kích hoạt 77 khi một Anatom Hero bị đánh trôi. Chọn em ra một lá đi, nếu như có lá ừ để chơi lá bài này. Suy nghĩ nếu mà chọn chúng thì sao, tức là bây giờ chọn đi đã. Để chơi mua quái thú và trường hợp đặc biệt một quái thú hoàn chọn với... À rồi, tức là nếu mà chọn mà trúng phải Elemental Hero á thì sẽ bị lá này sẽ bị destroy và trường hợp đặc biệt cái con đó lên sân. Ừ. Mạnh vậy? Ừ. Chết. Chết rồi. Trường hợp đặc biệt là thấy rất công luôn. Quay lật ngược rồi. Trời ơi. Rồi. Sau này nó không có effect bảo vệ quái thú rồi chịu hồi vậy? Xong mày chịu hồi con chụp lên xong mày không chuẩn bảo vệ nó. Hết lượt rồi, đánh xong rồi hết lượt rồi. Bị lật kèo rồi. Hất xuống một lá, hàng 6 tấn công. Rồi xong luôn. Thua luôn. Quá hay. Quá hay. Lá bài cứu nguy. Đúng. Cầu thay đổi cục diện. Cái lá này rất là mạnh. Thấy là Lâm nó ấp lên xong từ trước luôn rồi đó. Thay đổi cục diện. Quá đã. Rồi giờ tới anh đến với Lâm. Em là Zeus. Rồi mời bạn Lâm chọn lượt đi. Điền đi trước đi. Điền này tiếp tục đi trước. Thứ ba là Điền, bạn Điền vẫn đi trước. Điền lúc 4 lá. 4 lá, không có Batman phải 2. Thì đốt 4 lá thôi, úp xuống 1 lá bài. Chết. Chiều hồi bình thường. Kaiser Seahouse. Xúc công 1.007 và kết thúc lượt. Lúc bài. Chiều hồi bình thường. Kích hoạt khả năng của nó được quyền lấy một Body Modification để dùng để tình phạm. Ok. Mới vô là lấy bài dung hợp rồi. Lấy bài được một lá dung hợp ở trong deck trên tay rồi. Mạnh quá. Chịu hồi dung hợp không? Chút nữa bạn chịu hồi dung hợp các bạn vãi mạnh mình chát. Đúng rồi, giờ phải đánh nên làm nhanh rút gọn. Đánh nhanh rút gọn không là bạn sẽ bị chát. Kích hoạt Super Bully. Đó. Super Bully gì? bạn đánh cháo khái niệm nha. Bạn đánh cháo khái niệm nha. Dung hợp hả? Bạn đừng có đánh cháo khái niệm trò chơi nha. Úp hai lá bài. Hàng 6 đánh. Mất 900. Kích hoạt khả năng của Nova Master khi tiêu diệt một quái thú thì mình có thể rút một lá bài. Rồi rút đi. Rồi hết lượt rồi đó. Mình rút bài. Kết lượt. Mình rút bài. Kích hoạt Sky Rapper. Để đây là skill ha. Để skill. Dùng skill được rồi. Thì skill nằm dưới đi nè. Nằm bộ này. Rồi không cũng đánh tới luôn hả? Đánh tới em luôn rồi. Thua luôn. Đánh tới em luôn rồi. Thẹo quá. Bởi vì nên đời cuộc đời bộ bài chỉ có lúc lên lúc xuống. À đồ lên quả. Quánh là nhận được là 4.200 rồi thua luôn. À không nè, rút nè, quấy hú nè. Xong rồi đó. Xong rồi đó. Quá nhanh.